Nhóm hung thần anti-fan ý nhi Kim Duyên bị bay màu, admin hoang mang vì thế lực đen phía sau. Ảnh hưởng từ những vụ lùm xùm xung quanh hoa hậu ý nhi, thời gian gần đây những vấn đề liên quan đến các cuộc thi hoa hậu, đời sống các hoa á hậu hay những hội nhóm diễn đàn sắc đẹp cũng được nhiều người quan tâm hơn cả. Tối 14 tháng 8 vừa qua, mạng xã hội đã không khỏi xôn xao trước thông tin diễn đàn sắc đẹp thế giới hoa hậu có hơn 200.000 thành viên tham gia bất ngờ bị một thế lực nào đó chiếm hữu. Dễ dàng nhận thấy các bài đăng gần nhất trong nhóm thế giới hoa hậu không còn liên quan đến những thông tin chuyên về sắc đẹp như mọi khi, thay vào đó là những bài viết có nội dung lạ lẫm như bán hàng tuyển dụng. Trên trang cá nhân, một trong những admin của hội nhóm cuồng hoa hậu này đã đăng đàn bày tỏ sự bất lực khi hội nhóm với nhiều tâm huyết của mình gặp phải vấn đề nghiêm trọng chưa từng có. Người admin này cũng thể hiện mong muốn sẽ có thể lấy lại được group trong thời gian sắp tới và họ cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Biết được thông tin này, nhiều người hâm mộ sắc đẹp đã không khỏi tiếc nuối bởi group này đã gắn bó với cộng đồng sắc đẹp trong một thời gian dài. Một số thành viên trong diễn đàn đang chờ sự phản hồi của các admin, còn một số khác thì đã rời nhóm. Hiện tại vẫn chưa rõ vì sao diễn đàn Thế giới Hoa hậu lại bị người khác chiếm hữu và ai là người đã làm việc này cũng còn là một ẩn số. Được biết, Thế giới Hoa hậu là một trong những diễn đàn sắc đẹp có đông đảo người hâm mộ tham gia nhất. Các nội dung thảo luận trong nhóm thường xuyên về những hoạt động diễn biến mới của các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hội nhóm này còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm khen chê những vấn đề nổi cộm trong làng nhan sắc. Có giai đoạn có nhiều thông tin trái chiều được nổ ra tại đây khiến người hâm mộ nhân vật liên quan vô cùng bất ngờ, đồng thời xen lẫn sự bức xúc. Nếu ai từng tham gia hội nhóm này thì có thể biết rằng Khánh Vân và Kim Duyên là hai nàng hậu bị réo tê nhiều nhất. Cả hai đều bị bát nặng nề về trình độ học vấn và từng bị chê vì không thể tiến sâu trong cuộc thi Miss Universe. Còn nhớ vào năm 2022, Hoa hậu Khánh Vân từng được admin của group trao tặng soát Thế giới Hoa hậu vì bị réo tên quá nhiều. Hành động này khiến nàng hậu sượng trân. Nhiều fan còn để lại bình luận phẫn nộ chê việc làm này quá kém duyên làm lố. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu cũng bị đem ra bàn tán sau thất bại ở Miss Universe 2022. Tuy nhiên, nếu nhìn ở chiều hướng khác thì Thế giới Hoa hậu là một diễn đàn phù hợp để các fan đu hoa hậu, bởi tại đây các thành viên luôn cập nhật những thông tin mới nhất về các cuộc thi nhan sắc lẫn đời tư của các người đẹp. Bên cạnh các fan thì nhiều nàng hậu cũng tham gia vào hội nhóm sôi nổi này. Trước khi gặp vấn đề hiện tại, Thế giới Hoa hậu thu hút hơn 200.000 người tham gia. Cũng liên quan đến các hội nhóm hoa hậu mới đây, người hâm mộ sắc đẹp đã không khỏi xôn xao trước thông tin hội anti hoa hậu ý nhi với 650.000 thành viên bất ngờ khóa group. Điều đáng nói hiện tại trong group này đang tích cực hưởng ứng việc kêu gọi từ thiện của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Được biết trước đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải bài viết kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti fan hoa hậu ý nhi. Anh cho biết muốn dùng sức ảnh hưởng của mình và sức mạnh cộng đồng group để tạo nên những điều có ý nghĩa và giá trị thật sự cho xã hội bằng hành động thiết thực. Hành động này của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã tạo nên làn sóng tranh cãi không nhỏ vì anh đã sử dụng số tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện cũng như cố tình lợi dụng scandal của ý nhi để thu hút truyền thông công chúng. Tuy nhiên, vẫn có không ít người ủng hộ nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và chờ đợi việc sao kê minh bạch của anh trong group. Chính vì thế, việc group bất ngờ bị khóa giữa lúc nhạy cảm này khiến mọi người không khỏi hoang mang. Sau đó ít lâu, một group dự phòng của hội anti này đã xuất hiện và cho biết lý do group 650.000 người follow bị đóng. Theo người đăng tải bài viết chia sẻ, group 650.000 người follow hiện đã bị khóa vì bị hack và kích toàn bộ ban quản trị cũng như kiểm duyệt viên. Người này chia sẻ, thời điểm hiện tại là thời điểm vô cùng nhạy cảm khi tất cả mọi người đang chờ đợi sao kê và thực hiện những công việc cuối cùng để tạm dừng cho cuộc quyên góp nhằm mục đích làm công tác xã hội của một số thành viên nhóm. Chúng tôi nghi ngờ đây là động thái do một bàn tay bẩn đang cố tình thực hiện để làm xấu đi hình ảnh group, đồng thời phá group mà cộng đồng chúng ta đang xây dựng. Hiện tại, thông tin này vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa rõ thực hư thế nào. Trước đó, vào đêm 2 tháng 8, quản trị viên của nhóm cũng bất ngờ thông báo tin dữ. Theo đó, người này cho biết nhóm đang có nguy cơ bị bay màu vì vi phạm chính sách cộng đồng. Tính đến 9 giờ ngày 3 tháng 8, quản trị viên đã thiết lập cho nhóm tạm ngưng hoạt động trong 38 giờ. Đây được xem là động thái nhằm đảm bảo sự an toàn trước những liên kết bẩn, nội dung spam gây ảnh hưởng đến nhóm, tránh bị nền tảng mạng xã hội đánh gậy. Chỉ hoạt động được vài ngày, nhưng group này tiếp tục bị khóa khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.